Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Trung Quốc muốn đưa Việt Nam quay trở lại quỹ đạo kiểm soát. Ngày 22 tháng 10, AFI tiếng Việt bình luận yếu tố Trung Quốc trong lựa chọn nhân sự cấp cao Việt Nam. Theo đó, ngày 21 tháng 10, Đại tướng Lương Cường được bầu làm chủ tịch nước với số đại biểu quốc hội tán thành tuyệt đối 440 trên 440 phiếu để thay cho ông Tô Lâm đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch nước của ông Tô Lâm trong vỏn vẹn 5 tháng. AFI cho biết 10 ngày trước khi được bầu làm chủ tịch nước, ông Lương Cường đã đến Bắc Kinh gặp Tổng bí thư, chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và hội đàm với bí thư ban bí thư chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ. Và đây là hình bài trên AFA. Tại cuộc gặp, ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng với Việt Nam tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao, đề nghị hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, giao lưu trên kênh đảng, triển khai tốt các cơ chế đối thoại trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. AFI cũng cho biết, việc ông Lương Cường đến Trung Quốc ngay trước khi được bầu làm chủ tịch nước, được một số nhà quan sát chính trị cho rằng có yếu tố Trung Quốc trong việc sắp xếp nhân sự thượng tầng Việt Nam. AFI dẫn phân tích của luật sư Đặng Đình Mạnh từ Hoa Kỳ cho rằng, điều này không còn là bí mật gì nữa khi tất cả các cán bộ nguồn đều bị buộc phải trải qua các khóa học kéo dài 2 năm tại Trung Quốc. Báo chí hầu như không đề cập đến chi tiết gì khác, ngoài dòng tin rất vắng tắt. Thế nhưng, với giới thảo tình, chuyến đi của ông Lương Cường sang Trung Quốc là để nhận sự đề cử và chỉ thị từ phía Trung Quốc. Trong trường hợp lãnh đạo có xuất thân từ mối quan hệ sâu sắc như vậy với Trung Quốc, chúng ta khó mà mong chờ gì về một đường lối đối ngoại tự chủ của Việt Nam. Cũng như sự cải cách về chính trị, nếu nó đi ngược lại với chủ trương khống chế Việt Nam của Trung Quốc. Và đây là hình ông Lương Cường và ông Tập Cận Bình. AFA dẫn nhận định của luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada cho rằng, sự xuất hiện của ông tô lâm trên trường quốc tế với tư cách là chủ tịch nước kiêm tổng bí thư như một nguyên thủ quốc gia có tầm ảnh hưởng trong các diễn đàn đa phương đã gây lo ngại cho trung quốc với việc công khai ủng hộ quan hệ sâu sắc hơn với phương tây ông tô lâm dường như đang đi ngược lại lợi ích chiến lược của bắc kinh việc ông lương cường lên thay tô lâm vào đúng thời điểm này có thể là dấu hiệu cho thấy bắc kinh đã thành công trong việc cô lập phe cải cách ở việt nam Trung Quốc không muốn Việt Nam tiến gần hơn với phương Tây và sẽ tìm mọi cách để duy trì ảnh hưởng của mình tại Hà Nội. AFA lưu ý, không chỉ ông Lương Cường sang Trung Quốc trước khi nhậm chức chủ tịch nước, chuyện giới lãnh đạo cao cấp Việt Nam sang thăm Trung Quốc trước khi thăm chính thức Hoa Kỳ cũng là điều được dư luận bàn tán. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Cụ thể, chỉ 2 tuần sau khi nhận chức tổng bí thư ngày 18 tháng 8, ông Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Ông Tô Lâm miêu tả mối quan hệ song phương này là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và gọi chuyến thăm này là sự tái khẳng định việc đánh giá cao quan hệ với Trung Quốc của đảng và chính phủ Việt Nam. Theo AFA, báo chí nhà nước Việt Nam cho biết mục đích của chuyến thăm Trung Quốc là để củng cố và duy trì ổn định trong các quan hệ song phương, lót đường cho việc giải quyết những bất đồng giữa hai bên, và đóng góp xây dựng một môi trường hòa bình và ổn định. AFA cho biết thêm, trước ông Tô Lâm tháng 4 năm 2015, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sang Trung Quốc gặp Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tạp Cận Bình trước khi sang thăm chính thức Hoa Kỳ vào tháng 7 cùng năm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trung Quốc muốn đưa Việt Nam quay trở lại quỹ đạo kiểm soát. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổng bí thư Tô Lâm thừa nhận và nhấn mạnh thể chế là điểm nghẽn. Ngày 21 tháng 10, AFA Tiếng Việt cho hay, ông Tô Lâm thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Theo AFA, Phát biểu trước Quốc hội sáng ngày 21 tháng 10, Tổng bí thư Tô Lâm thừa nhận rằng trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục liên quan đến thể chế, hạ tầng và nhân lực, trong đó thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. AFA dẫn bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Tô Lâm nói, chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một số luật mới ban hành đã phải sửa đổi, các quy định chưa thực sự đồng bộ, còn chồng chéo, nhiều quy định còn khó khăn, cản trở việc thực thi, gây thất thoát, lãng phí các nguồn lực, chưa tạo môi trường thật sự thuận lợi để thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, khơi thông nguồn lực trong dân. Và đây là hình bài trên AFA. Ông Tô Lâm cũng chỉ ra, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước còn bất cập, công kênh, chồng lấn giữa lập pháp và hành pháp, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý. AFA cho biết, ông Tô Lâm khẳng định những việc này cần nhanh chóng khắc phục, không để cản trở hay lỡ thời cơ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Ông cũng cho rằng các thế lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật để tác động, hướng lái, thậm chí chống phá, xác định đây là con đường ngắn nhất, nhanh nhất để chuyển hóa chính trị của Việt Nam. Vẫn theo AFA, ông Tô Lâm khẳng định các loại tội phạm, các nhóm lợi ích cũng tìm mọi cách tác động nhằm trục lợi, và nếu không thật sự sáng suốt, bản lĩnh vì sự nghiệp chung, thể chế không phù hợp có thể gây ra những khúc quanh đối với phát triển của đất nước. Từ những vấn đề nêu trên, AFA cũng cho biết Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động theo tinh thần nghị quyết số 27 của Quốc hội vào tháng 11 năm 2022, trong đó nhấn mạnh 3 vấn đề như sau. Thứ nhất, Quốc hội cần đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, dứt khoát từ bỏ tư duy, không quản được thì cấm các quy định của luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài. Luật chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc, không cần quá dài. Những vấn đề thực tiễn biến động thường xuyên thì giao chính phủ, địa phương quy định để đảm bảo linh hoạt trong điều hành. Và đây là hành tổng bí thư Tô Lâm. Ông Tô Lâm nói rằng tuyệt đối không hành chính hóa hoạt động của Quốc hội, lực hóa các quy định của nghị định và thông tư. AFA trích bài đăng toàn văn trên thông tấn xã Việt Nam đối với bài phát biểu của ông tô lâm cho thấy ông đề nghị cần xây dựng các quy định pháp luật phù hợp với thực tiễn việt nam và vừa làm vừa rút kinh nghiệm không nóng vội nhưng cũng không cầu toàn để mất thời cơ lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm chủ thể thường xuyên đánh giá hiệu quả chất lượng chính sách sau ban hành để kịp thời điều chỉnh bất cập mâu thuẫn giảm thiểu thất thoát lãng phí các nguồn lực chủ động phát hiện và tháo gỡ nhanh nhất những điểm nghẽn có nguyên nhân từ các quy định của pháp luật Thứ hai, AFA tiếp tục cho biết, ông Tô Lâm cũng đề nghị cần sớm nghiên cứu xác định rõ phương pháp hình thức giám sát tối cao của Quốc hội tránh trùng với hoạt động của các cơ quan nhà nước khác. Đồng thời phải đổi mới quy trình quyết định về ngân sách nhà nước, đảm bảo thực chất. Đi đôi với giám sát việc thực hiện ngân sách, từng bước thay thế việc ban hành các nghị quyết bằng các đạo luật về tài chính, ngân sách. Cuối cùng, ông Tô Lâm nêu ra ý kiến cần phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quan hệ giữa các cơ quan, nhất là các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ, đảm bảo chặt chẽ, hài hòa trong quy trình quản trị quốc gia. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng bí thư Tô Lâm thừa nhận và nhấn mạnh thể chế là điểm nghẹn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới